Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái loại thuốc mà nó trị cái bệnh đốm đen trên lá, trên thân, thối rễ, trên rễ cây phong lan, rồi bệnh vàng lá trên trên cây phong lan vào mùa mưa. Thì như các bạn cũng đã biết, mình đã chia sẻ ở những video trước đó, là vào mùa mưa thì cái ẩm độ nó tăng cao, biên độ nhiệt thì thay đổi thất thường. Đó là tạo một cái điều kiện, một cái môi trường rất tốt cho cái nấm Phytophthora, Fusarium và Pythium phát triển rất là mạnh. Và triệu chứng thì ở đây, ví dụ như các bạn đi thăm vườn lan mà các bạn thấy được trên thân hoặc trên giả hành, nó có trên lá luôn, nó có những cái vết đen như thế này nè, lởm chởm như vậy, là chứng tỏ rằng cây lan của chúng ta đã bị nấm tấn công. Thì tên nấm là mình đã chia sẻ ở những phút giây trước. Ở đây các bạn thấy không, thân và giả hành teo tóp lại, nói chung hầu như là lá mất sức sống, gây hiện tượng nó vàng lá, các bạn, vàng lá rụng lá rất nhiều. Mà khi mà bộ lá đã bị vàng, bị rụng rất nhiều thì nó ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây, làm cho cây không tổng hợp được đường bột, không tạo năng lượng để nuôi cây được. Thì ở trong vườn của mình thì cũng có rất là nhiều cây nó bị tình trạng như vậy, các bạn thấy không? Đây là những cái đốm đen như vậy, rất là xảy ra rất là nhiều. Ở đây lá thì bị vàng, ở đây các bạn thấy không, do nấm tấn công. Và rất nhiều cây lan khác nữa bị rất nhiều các bạn. Thì mình xin đi vào phần nội dung chính luôn. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái sản phẩm Dubon QZM8. Sản phẩm này thì có sự kết hợp của hàng chất, đó là simoxanin và mancozeb. Với sự kết hợp của hàng chất này thì phổ tác động của thuốc rất là mạnh. Nó trị được các bệnh do nấm Phytophthora, Pythium, Fusarium gây ra trên cây phong lan. Ngoài ra nó còn giúp cho phong lan nhanh chóng phục hồi lại bộ lá màu xanh. Ở đây các bạn, ở đây về cái liều lượng sử dụng thì chúng ta sử dụng cái liều trên lúa, đó là 0,4 đến 0,5 kg trên 1 hecta. Lượng nước phun đó là từ 320 đến 600 lít nước trên 1 hecta. Thì gói này là gói 100 g, thì các bạn pha cho 100 lít nước. Nếu các bạn nào ở nhà mà có những cái bình nhỏ như bình này, khoảng 2 lít thì chúng ta pha 2 g. Đó, chúng ta có là dùng một cái muỗng cà phê đó, chúng ta múc vào trong cái gói thuốc này, rồi chúng ta pha vào bình, pha thật là đều. Đó, rồi chúng ta phun luôn trên lá nè, trên thân nè, trên rễ của cây luôn. Thì các bạn phun thì cứ 7 ngày các bạn phun lại một lần. Nếu mà mật độ bệnh nó giảm rồi thì chúng ta giãn ra là 14 ngày phun một lần. Vào mùa mưa, mùa nắng thì cái hiện tượng này, hiện tượng do nấm Phytophthora, Fusarium, Pythium gây hại cũng ít, nên chúng ta phun hẳn 1 tháng một lần. Nhưng mà mùa mưa thì chúng ta phun 7 ngày một lần. Nếu mà mật độ bệnh nó ít thì 14 ngày một lần. Thì video mình chia sẻ về cái thuốc QZM8 liều lượng để sử dụng để trị các bệnh và đốm đen trên thân, trên lá, thối rễ, vàng lá trên cây phong lan. Đến đây cũng đã hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.